Rồi, hôm qua thì chúng ta có cấu hình thì mít cái thứ đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ đi làm ghép cái giao diện admin. Khi mà chúng ta truy cập vào trang admin chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ phải có một cái trang admin để quản lý. Và giả dụ như chúng ta làm bài quản lý bán hàng thì trong admin này sẽ là các cái nghiệp vụ liên quan đến quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, quản lý bài viết, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng vân vân ở sẵn trong. Thì tóm lại sẽ có một trang admin để dành cho người quản trị dùng. Là trang người dùng ở đây đó, trang dành cho người dùng thôi chứ nó cũng không có quản lý danh mục các thứ ở đây nữa, được chưa? Thế thì bây giờ cái phần của chúng ta sẽ phải đi tìm một cái giao diện admin. Tất nhiên thì giao diện admin các bạn lấy đâu cũng được, tùy các bạn. Thì ở đây tôi sẽ lấy cái giao diện admin này cho chúng ta nhé. Chúng ta vào trang này, sau đó bạn tìm bài viết, sau đó các bạn lan xuống cái đoạn mà tải giao diện admin. Thì đây chính là giao diện admin LTE thôi. Các bạn kích vào đây để tải nó về. Đây thì là một cái link full. Link full này thì nó tải nó rất là nhiều thứ. Đây là cái trang của nó, free thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể tải về cái trang chủ này. Đấy, nhưng ở đây thì tôi sẽ sử dụng một cái file mà nó đã được custom, nó rất là gọn rồi. Nó chỉ có mấy cái file thôi, còn nếu các bạn tải về thì có rất nhiều thứ ở trong này. Thì đây là một giao diện admin này để dành cho web đúng không? Nó cung cấp rất nhiều các thành phần, ví dụ như là form field cũng có đầy đủ các thứ cho chúng ta đấy, rồi là bảng đúng không, rồi là các cái chart, các cái sơ đồ, rồi là các cái bảng table các thứ, data table, rồi là table, nó cũng có đầy đủ các thứ. Tôi sẽ lấy cái giao diện admin này để thực hiện nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tải cái giao diện này về, sau đó chúng ta sẽ nhét vào trong cái dự án án swing MVC của mình. Và hôm nay thì mình sẽ học thêm một kỹ thuật nữa, đó là chia cái giao diện, được chưa? Rồi, thì tại sao chúng ta lại phải chia cái giao diện? Bởi vì hôm trước chúng ta nhìn thấy ở đây, ví dụ như cái trang người dùng chỗ này, khi chúng ta kích vào quản lý danh mục, thì bây giờ bọn em nhìn này, giả dụ bây giờ nhé, thầy muốn thay đổi bất cứ một cái gì ở trang ở cái giao diện này, giả dụ như bây giờ chúng ta đổi cái danh mục ở trang chủ đi, chúng ta thêm một cái menu nữa là quản lý sản phẩm đi chẳng hạn, quản lý sản phẩm nhé. Thì lúc này ấy, chỉ có mỗi cái menu ở trong cái trang home là nó thay đổi mà thôi. Còn cái trang danh mục thì nó không có. Nó không đổi. Đấy, thì bây giờ chúng ta muốn đổi một cái này phát thì phải mở ra tất cả cái trang để đổi. Nếu như vậy thì không thể đúng không? Bởi vì có hai trang thì chúng ta có thể làm được, nhưng mà có 10 trang trở nên cái việc làm như thế là sẽ không 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 được phép diễn ra nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghép cái giao diện làm sao được cái thành phần chung thì nó chỉ nằm ở một file thôi, nó dễ dàng quản lý hơn. Đấy, ví dụ như mình vào đây thì nó không có cái quản lý sản phẩm ở đây. Rồi thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ đi tải cái giao diện admin này về. Các bạn ấn nút tải ngay thôi. Sau khi mình tải nó về, cái này nhẹ thôi. Đấy, sau khi tải về thì mình sẽ để đâu đấy. Thì tất nhiên nhá, cái này là cái giao diện mà các bạn dùng thì dùng, không dùng thì thôi. Thế là chúng ta có rất nhiều các giao diện admin khác, free khác. Các bạn chỉ cần search template admin là có rất là nhiều các giao diện free. Ở đây thì tôi hay dùng cái này bởi vì tôi đã gọt nó nhỏ đi rồi, nó rất là gọn rồi. Chúng ta sẽ dùng nó. Tôi sẽ cắt ở đây đi, để vào trong một cái thư mục nào đấy nhé. Mình sẽ tạo ra một cái thư mục ở đây. Mình sẽ ghi là template admin. Mình sẽ vào hẳn cái thư mục cùng lớp đi. Đây. Đây, đây. Đấy, sau đó chúng ta sẽ extract here. Đấy, thì bọn em nhìn này. Đây là một cái file HTML bao gồm CSS, ảnh ọt các thứ. Đấy, và các bạn kích vào cái trang index chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ có một cái giao diện bao gồm CSS, JS các thứ đầy đủ. Đấy, và nhiệm vụ của chúng ta chỉ lấy và dùng thôi. Còn không thì các bạn tải trên trang chính thức của nó đây. Trang này thì nó rất nhiều. Và tải về nó cũng có rất nhiều các thư mục. Đấy, bọn em lấy cái này thì đấy. Đây, sẽ lấy cái này. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy nó và dùng thôi. Ok, thì bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta phải nhét vào trong cái dự án của mình. Thế thì bây giờ cái dự án Swing MVC của chúng ta, để bạn thì đây là cấu trúc rồi. Đấy, thì bây giờ ví dụ như trong cái thư mục view này,
mình có thể tạo một cái thư mục tiếp theo gọi là admin chẳng hạn. Đấy. Rồi một cái thư mục sau này mình sẽ dành cho user thì tùy bọn em. Đấy, user. User. Đấy, và các cái thư mục, các cái trang của admin thì mình sẽ ném vào đây. Cái trang user thì mình sẽ ném vào cái trang user để cho dễ dàng quản lý bạn nhé. Rồi, nhưng vấn đề tiếp theo của chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng mấy cái trang này ấy, thì nó hôm mấy hôm trước ấy, thì chúng ta chỉ có dùng là dùng cái gì thôi mọi em nhỉ? Không lại dùng những cái bút chép mà nó nhúng cái link online. Thế còn bây giờ chúng ta sử dụng những cái mà nó không phải nhúng cái link online nữa, mà nó nhúng cái gì nhỉ bọn em nhỉ? Nhúng thích em nhìn khi mà cái thư mục tải về này, CS này, ảnh này, GF này, đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ phải nhúng cả cái thành phần này nữa. Thế bây giờ CS các thư mục này nó sẽ nằm ở đâu? Đấy. Ừ, nó có thư mục asset không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục asset nhé. Rồi, thì cái thư mục tĩnh ấy, chúng ta sẽ để nó trong thư mục gì suộc. Và bây giờ các bạn tạo ra đây một cái thư mục gì suộc ở trong này. Mình sẽ tạo ra một cái tài nguyên được gọi là asset đúng không? Đấy, để mình đựng. Đấy, được chưa? Và trong asset này thì sau này nó có cả người dùng và có cả các trang quản trị nữa. Đấy, tùy thôi, thì muốn em đặt kiểu gì thì đặt. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ mục đích chính là sẽ web trang quản trị trước, còn người dùng thì chúng ta web tương tự thôi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ gán cái thư mục mà chúng ta tải được về này, bao gồm những cái thằng này này, copy hết đi. Copy nhá. Ctrl X đừng cắt mà copy thôi. Đấy, sau đó là mình paste vào đây. Paste. Ok. Gì mà kinh đấy, tôi hỏng rồi, mình gán cả HTML à hay sao? Không phải đâu, toàn JS thôi mà. Rồi rồi, đơn giản thôi, rất là nhanh đây đúng không? Cái gì này à? Thôi kệ nó bảo ít à. Em đi. Rồi, đấy thì tóm lại là trong này sẽ có CS này. Nó viết sẵn đúng không? Rồi ok. Thế bây giờ này thầy sẽ thử nhúng một cái giao diện một trang CS trước để cho bạn xem nó có ra không nhé. Ý tưởng của chúng ta là gì? Sau khi mà chúng ta có localhost ở đây 2.8.0.0, đây là trang người dùng. Muốn vào admin thì nó sẽ thuộc admin. Và tất nhiên mai ngày kia chúng ta sẽ học cái cách là phải đăng nhập mới vào được trang admin, hiểu ý không nhỉ? Đấy, bây giờ trang web của mình. Và muốn vào đăng nhập vào admin thì có admin. Và tất nhiên admin thì sẽ không vào được, mình phải đăng nhập vào. Đúng không nhỉ? Đấy. Rồi thì tất cả trang mà nó sẽ có một cái trang để quản lý nội dung. Đấy, đây là chính là cái trang chủ để quản lý, trang của admin để quản lý cái nội dung. Ví dụ như trang này của tôi là thiên về bài viết thì trong này sẽ quản lý các cái bài viết đó, thêm sửa xóa bài viết vân vân và vân vân. Thì sẽ có một trang chủ. Cái bán hàng của chúng ta cũng thế, muốn bán được sản phẩm thì chúng ta có một cái trang chủ để up sản phẩm lên. Đấy, kiểu như vậy nhá. Nhưng bây giờ thì hiện tại chúng ta sẽ chưa làm cái check đăng nhập đấy vội, mà chúng ta sẽ sau khi cái buổi học với session và cookie thì chúng ta sẽ làm cái phần đó. Bây giờ chúng ta sẽ điều hướng cái view trước đi nhá. Thì bây giờ trong cái controller này đấy, thì bọn em có thể tạo ra một cái packet con cũng được trong này, đặt tên nó là admin, được chưa? Trong admin bọn em tạo ra một cái controller, đặt tên là admin controller hoặc là dashboard controller. Thì mình sẽ đặt là admin controller luôn nhé. Controller. Rồi. Sau đó thì bây giờ bọn em sẽ làm như nào nhỉ? A cộng controller, đúng rồi. A cộng request mapping. Thằng này sẽ là thuộc admin đúng không? Đấy. Và trong này thì sẽ có một cái A cộng get mapping, nó cũng giống như một cái trang chủ của trang người dùng ấy, nhưng đây nó là trang chủ của trang gì nhỉ? Trang quản trị, đúng không? Đấy, ok, thằng này sẽ là public string là gì nữa ta, dashboard hoặc là admin thì đấy, tùy bọn em nhé. Dashboard là cái màn hình chính của trang chủ. Dashboard là những cái trang mà nó gọi là gì nhỉ, bảng biểu mà thống kê thống củng ngay đây này, không có nhỉ, cái vừa này đâu nhỉ, đây đây này,
khi mà vào đập đập mắt người ta sẽ là cái trang này này, đúng không? Đấy, cái trang này gọi là trang robot đó. Đây đấy, cái trang robot này để thống kê bao nhiêu lượng đơn hàng các thứ thứ, bao nhiêu người dùng các thứ thứ thứ, đúng không? Bây giờ mình chưa có thì thôi, nhờ mình cũng làm phách phách một tí, đúng không? Robot này đặt tên này chuẩn chưa nhỉ? Chuẩn chưa? Chuẩn thế đấy là được, viết thường thôi, đúng không? Rồi ok, tiếp theo là gì nữa nhỉ? Gì tên nhỉ? Thì tôi một cái view thôi, view thì thầy đã thống nhất nó sẽ nằm trong thư mục gì đây? Admin đúng không? Bọn em sẽ xuống admin và xuống cái gì? Ví dụ mình sẽ tạo ra một trang index đúng không? Hoặc trang robot gì đấy tùy bọn em. Ok, thì bây giờ trong này sẽ tạo ra một trang index.html đúng không? Index này. Rồi. Thì bây giờ bọn em copy kiểu gì? Đấy, vui lòng chúng ta mở cái này ra. Thì thư mục mà chúng ta tải về đây có rất nhiều trang. Ví dụ như đây là cái menu này. À, đây là cái bảng có sẵn này. Rồi cái này không quan trọng, tí thầy sẽ hướng dẫn bọn em cách lấy các bảng này. Đấy, nhưng bây giờ cái trang chủ của chúng ta trước, lấy cái trang index này. Đấy, lấy trang index này. À, thầy cắt ra đây nó có nguyên do cả nhé. Nhưng bọn em cứ lấy cái thằng này đi đã. Rồi lấy bằng cái nào nhỉ? Copy và tháo đấy. Ừ, còn nếu không thì mở nó bằng VS Code chẳng hạn. Sau đó là copy HTML và thả nó vào. Nhìn đây này. Đấy, cái đường này, cái đường C. À, các bác đổi tôi cái này đi nhá. À. Đúng không? Hết đấy, can cho nè. C. Rồi, sau đó mình thả vào trong cái thằng này nhá, can nè, can V. Hả? Ừ, quá đơn giản nhá. Thế bạn nào rảnh rảnh thì mang cái module 1 ra làm nào cũng được, không vấn đề gì. Đó, các bạn lấy cái trang của module 1 chúng thả vào cũng được, không sao. Xấu thì thôi, phải chấp nhận rồi. Rồi, bây giờ mình chạy thử. Máy nát điên luôn rồi. Rồi, ok, bây giờ bọn em xem này. Nhà bây giờ thì chưa có CSS, bọn em nhìn này. Chúng ta truy cập này, nó có hot 2.8.0.0 này. Trang người dùng, sort admin này, trang admin này. Rồi, CSS nó đâu? Không có đúng không? Đấy, thì bây giờ bọn em phải đi đổi CSS của nó. Thì CSS bọn em đã thống nhất với nhau. Đấy là chúng ta đặt nó trong cái thư mục asset, à, trong cái thư mục gì suộc này, bọn em thấy không nhỉ? Và đây là một cái tài nguyên tĩnh. Và nếu nó là tài nguyên tĩnh ý, thì bọn em cần chú ý thêm một phần nữa, chúng ta cần phải cấu hình. Giống trước chúng ta cấu hình cái ảnh ấy. Mọi người nhớ cấu hình cái ảnh mà đặt trong cái thư mục này không? Chúng ta phải dùng cái file gì gì đấy đúng không? Đấy, là các file thì nó sẽ nằm ở trong cái thư mục này. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái nằm trong thư mục gì suộc này, giống như hôm trước bạn Hưởng bạn bảo là để trong này ấy. Và không, nếu mà dùng cái trên này thì cũng được. Thì chúng ta phải dùng sử dụng cái được gọi là file bạt hoặc là class bạt. Đấy, thì bây giờ em sẽ mở cái file cấu hình ra mình chỉnh một chút là thôi. Và cấu hình ở trong này. Bọn em vào web app, thì bọn em thêm một cái annotation để cấu hình nữa. À, giống như hôm trước chúng ta upload file ấy, nó là cái gì nhỉ? A-bin này. À, mình sẽ viết ở trên này nhé. Viết đâu chả được đúng không? Viết trên này đi. A-bin bụng này. Xong cái gì nữa các bạn nhỉ? Ừ, đúng rồi, public này. Mà hình như là cái thằng này không phải khai báo mà đó. Ghi đẻ phương thức của nó chứ. Phải nhỉ? Can đúng không? Ừ, add thì sửa handle đâu nhỉ? Ở đâu đó bọn em nhìn thấy không? Trên 10 trên nữa. 2 nó phát nữa. Đây à? Ừ. Đó, tuyệt vời. Đấy, trong này thì bọn em dùng cái gì git chai. Bọn em chấm vào cái gì nhỉ? Add gì suộc tí nhỉ? Handle. Đấy, à, trong này thì bọn em nhìn này. Cái chúng ta sẽ nằm trong cái thư mục gì nhỉ? Access đúng không? Đấy, thì trong này bọn em sẽ đi vào những cái thư mục như là CSS này, phone phủng này, rồi là gì, email mục này, JS gì mục này, rồi sau này sẽ là upload file các thứ này, hiểu ý không nhỉ? Thì trong này mình sẽ chỉ ra này, suộc này, CSS này, suộc này, sao này, thêm cái nữa này, phone phủng này, phone đâu, phone viết nào nhỉ, phone có S này,
À, suộc phôn đây nhá, suộc phôn này, đấy, suộc này, sao sao này, được chưa? Sau mình có cái thư mục gì nữa thì mình thả nó vào. Ví dụ như mình có thư mục gì ấy nhỉ? Ở ngoài phone ra còn cái gì mình? Email đúng không? Suộc này, IMAGE này. Email có S không nhỉ? Bên em nhìn có S không? Có S, suộc này. Sao sao này, GS nữa đúng không? Phải này, GS này. À, suộc GS này. Suộc này. Suộc này, sao sao này. Còn mai ngày kia mình upload ảnh nữa thì mình sẽ thêm phần upload ảnh sau. Thì sau này upload ảnh mình cũng sẽ để trong cái thư mục gì suộc. Được chưa? Rồi, bây giờ mình muốn thêm một cái nữa là add cái gì nhỉ? Gì suộc location đúng không? Đấy, rồi, add thì suộc location. Rồi, location ở đây thì bọn em sẽ thêm này, nối thêm cái file nhá. Ở đây là sẽ làm phải file này, 2.path này. 2.2 mình cộng thêm path được. Path này là cái đường dẫn của mình ấy. Đường dẫn này của mình ấy thì mình lấy ở đâu ra? Đúng rồi, copy cái đường dẫn đúng không? Đấy, mà hôm nay bởi vì chúng ta sẽ từ cái này chúng ta sẽ có thể làm cái project dựa trên cái khung này. Hay thôi. Thôi thôi thôi, chưa chưa chưa. À, trong này các bạn tạm thời cứ dùng cái class path này đang là nó được rồi. Class path thôi, cứ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Còn sớm lắm, bây giờ mấy buổi số bao nhiêu thôi? Thôi tuần sau học. Rồi asset này, con em nhìn này, class path này. Cái class path này thì nó sẽ dẫn đến cái thư mục là gì suộc này nhá. Được chưa? 2.asset là truy cập vào cái thư mục asset này. Asset viết nào nhỉ? Add. Sau đó là bọn em này suộc này đi vào thư mục gì nhỉ? CSS này. Add này. Đấy chưa? Và tương tự như thế bọn em nên thêm thêm một cái nữa. Đấy. Có bao nhiêu cái mình thêm bấy nhiêu cái? Mấy cái nhỉ? 4 cái là phone phủng này. Đấy, phải cái GS gì đúng không? GS gì ủng này, email này, GS đó, ha, cái phần nữa à, rồi cái này là gì đấy, email à, IMAGES à, rồi bọn em chấm phẩy đi, đấy, thế này thì bọn em sẽ làm được cái phần đấy là cho nó hiển thị link được cái CSS vào với nhau, được chưa? Đấy, à, cái này phải thiếu cái suộc nữa bọn em ạ. Suộc này. Suộc này. Em sửa rồi này không chạy đúng không? Cái ảnh cũng thế, thiếu suộc này nó không lên đúng không? Đúng 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 đúng. Rồi. Ok ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta thay đổi cái CSS một tí thôi. Bọn em nhìn này. Bây giờ thằng cu này này. Bọn em nhìn này. Nó sẽ nằm ở đâu bọn em nhỉ? Nó nằm ở trong cái thư mục đấy. Ừ. Nhưng bây giờ bọn em chú ý rằng chúng ta đang sử dụng theme lead. Theme lead nhá. Đấy, bọn em chỉ cần làm này. TH này, 2.href này. Mình em đổi cái này một tí thôi. Bỏ này đi này, đúng rồi. Chúng ta sẽ dùng A còng. Ctrl X này, xoắn này. A còng này. A còng này, xong rồi paste cái này vào đây này. Xong rồi em thêm cái dấu xuống nữa là xong. Trên, dấu xuống đằng trên nhé. Đấy, ok chưa? À, dí vào đây nó có ra được ra không? Không ra. Nhưng mà mình sẽ thử xem nó được không nhé. Nếu mà mình ấn như này thì nó sẽ được bootstrap và nó được sẽ được một phần CSS rồi. Thì mình thử xem nhé. Mình chạy lại này. Ghép cái giao diện mệt phết đấy, đúng không? Đấy. Thì mấy nữa khi mình ghép cái giao diện ad ở phần người dùng và nó mới kinh khủng cơ. Rất may là chúng ta sẽ bao giờ làm một rách nhỉ ấy nhỉ? Bao giờ làm một rách? Thứ sáu 2 tuần nữa là 2 năm à? Được bãi được nghỉ 4 ngày đi công ty đi du lịch đấy. Lúc nào? Thông báo chưa? Tại trên này mới chỉnh sửa hôm qua này. Từ bao giờ? Từ không? Tảng viên. Tảng viên là cái gì? Đâu 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 đâu, xem vào đâu đây? Xem vào đâu đây? Đây á? Xem chỗ nào ấy? Phần... mày thầy Bình cho xem à? Có. Bọn em biết à? Biết chưa? Ừ.
Thầy thì thầy không đi nên là thầy cũng không biết là có được nghỉ hay không. Nghỉ mà. Nghỉ do viện có lịch trình cần tổ chức. À. Em có gì ạ? Có lịch trình cần tổ chức. Sao có chỉnh sửa này? Đúng rồi, đi từ 22. Đi từ 22, 24, 25, 26. Lớp nhầm lớp này. Lớp của lớp tháng 4 mà. Nhầm lớp này. Nhầm lớp này rồi. Hả? Nhưng lớp nào cũng giống nhau mà. Ờ, thôi lớp nào cũng giống nhau. Ok đi. Nếu mà bọn em thích thì thầy xin đi dạy cũng được mà, không gì đâu. Thằng nào một tuần ở nhà cũng hơi chán. Con thì đi học rồi, vợ thì đi làm. Đấy, ok, bọn em thấy là nó được rồi đấy. Vâng, nhưng mà bọn em nhìn thấy nó chưa có GS, à có GS rồi luôn à. Nhưng mà đi đi kiểu thì đang sao bảo vệ. À, ý thầy là các em cứ làm bảo vệ thì lên hỗ trợ. Đấy, bọn em nhìn này, nó vẫn được ok nhé. Đấy, nó vẫn ok này, được chưa? Rồi, nhưng mà thỉnh kể cả không có cái này nhá, cũng chẳng sao. Bọn em này, không có cái này chẳng sao. Bởi vì chúng ta đã cấu hình rồi. Bọn em nhìn này, thầy căn cho Z lại nhá. Cũng không sao, nhưng mà sau này thì nó sẽ có sao. Đấy. Làm cho không sao, không sao. Tất nhiên rồi, phải làm cho nó không sao luôn. Sau này. Đấy. Đi. Không sao được, nó chạy chưa được thôi. Chạy nấu điên lên được. Rồi, đấy bọn em nhìn này. Thế bây giờ ví dụ như chúng ta có một quản lý danh mục ở đây đi chẳng hạn, đúng không? Rồi, thầy sẽ làm cái quản lý danh mục ở đây trước cho bọn em nhé. Rồi, cái thay đổi cái menu thì chỗ này bọn em phải tìm rồi. HTML module 1 của thầy Cường. Thì các bạn có gì không hiểu ra ngay ngày kia hỏi luôn. Đấy, nhưng mà bây giờ thì tôi tìm thôi. Bây giờ nó là quản lý menu đúng không? Trang này tôi Ctrl F tôi tìm này. Quản lý menu này. Đây, đúng không? Và tôi thay cái này thôi. Là quản lý cái gì nhỉ? Danh mục đúng không? Danh mục này. Danh mục. Yến làm sao ấy? Sướng à? Hai hồ về nhà với chồng con đúng không? Tại thấy em cứ nhảy. TH này, bọn em dùng này. TH này, 2 chấm này. Bây giờ nhá, từ khi cái TH vào nhá, thì bọn em cứ dùng TH cho thầy này. Từ hôm nay. Dona này. Sau đó là cái gì nhỉ? À đây không phải Dona mà A còng này. Sau đó là suộc gì nhỉ? Category này. Đấy, bây giờ thử nhá. Bây giờ em thử này. Thử nhá. Khi thầy để cái này này, thì chuyện gì xảy ra nhá. Chậm thế nhỉ? Mấy hôm trước nó cũng không đến nỗi đúng không? Đấy, quản lý danh mục là bạn kích vào này. Đấy, nó bay về đây đúng không? Đấy, nhờ. Thì bây giờ bọn em để cho thầy thử cái này xem nào. Nó có bay về đây không? Nó cũng thế à? Thế thì mình suộc thôi. Mình suộc cái gì nhỉ? Suộc admin rồi suộc cái gì thôi. Rồi, thì trong này nếu chúng ta muốn như vậy thì chúng ta sẽ là suộc admin đúng không? Và suộc category đúng không? Rồi, thì bây giờ thầy cũng sẽ bê luôn cái category nhá sang để chúng ta làm luôn. À không, thầy sẽ dựng giao diện thôi, còn việc code thì chúng ta phải code đi. Cho nó có công với việc làm. Rồi, đây chúng ta sẽ vào admin này. Trời. Suộc admin này. À, sau đó mình kích vào quản lý danh mục này. Đấy thì bây giờ bọn em sẽ phải hứng cái này thôi đúng không? Hứng nhá. À, đây bọn em xem này. Ở trong này bọn em lại tạo ra một cái backkit. Trong controller này bọn em có thể tạo backkit thoải mái à? Hoặc là thôi, nếu mà bọn em không thích thì bọn em tạo ở đây luôn được. Category controller. Đấy, chuẩn đây. Rồi, trong này thì mình sẽ làm gì nữa nhỉ? A cộng controller, còn lại A cộng request mapping, suộc admin, suộc category. Đấy, xong rồi sẽ A cộng get mapping,
Sau đó trong này sẽ làm gì nhỉ? Public public này, làm gì nhá? Chính gì? Ví dụ như là index đúng không? Ở trong này sẽ gì tên? Về cái view này, admin này, suộc này, category này, suộc này, index này. Đấy, đây nhá, đúng không? Thì bây giờ bọn em phải có trong admin này, bọn em phải có cái gì? Category này. Ôi đâu gì đấy này, đến đây mà. Category này. Hôm nay bọn em sẽ tạo ra một cái file thôi. Kéo vào. Đó, quá chuẩn luôn, kéo vào thả vào đúng không? Thầy bọn em nhìn này, trong này nó có một thầy sẽ chọn một cái nhé. Ví dụ như là cái này rất tiếc là không có cái banner à. Đây là thêm mới à. Add banner. Ở đây, cái này hợp với của mình đấy nhỉ. Đấy, rồi mình kéo nó vào nhé. Thả nó vào này, thả vào đâu nhỉ, đấy nhỉ. Đây à. Rồi, đây chuyển chỉnh cái này thành cái gì? Mà chỉnh làm deck đi nhỉ. Thôi xỏng ôi. Đấy em ấy. Được rồi, không sao. Cái đổi tên thôi là được đúng không? Này là index thôi. Đấy, đúng không? Rồi, bây giờ mình chạy lại nhá. Thì xem nó có chuyện gì xảy ra này. Ui, cái gì này? Không sao, không sao. Rồi, những cái câu chuyện của chúng ta là không sao. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó hết cái vấn đề đấy. Đây, bọn em nhìn này, category này. Cái gì đây? 500. Cái gì? Conflict trùng. Trùng với một cái tên. Đây, chúng ta mình nhìn thấy nó trùng một cái danh mục đấy, bọn em nhìn thấy không? Có hai cái container đấy. Đây này. Và đây này. Hiểu không nhỉ? Ok, bây giờ làm nào bây giờ? Thôi thầy xóa nó đi. Thầy xóa cái này đi. Thầy xóa đi, tí bọn em phải viết lại trong admin. Thầy xóa đi. Rồi, ok. Rồi đây nhá. Đấy, các bạn thấy rằng vào trong này mất CS luôn đúng không? Tại sao lại như thế? Bởi vì bọn em nhìn thấy cái không, cái bình tĩnh, chưa cần. Đấy, bọn em nhìn này, trong cái tiết mục này nhá, bọn em copy hết cái này đi. Em nhìn nhá, cái trang index này nó giống nhau đúng không? Nó giống nhau ở cái phần này mà. Đây này, cái phần header giống nhau đúng không? Giống hệt nhau. Thì đây là cái phần CS của nó đúng không? Bọn em copy này, bọn em thả vào đây này. Đây, cái cũng là cái header đúng không? Đấy, bọn em thả vào đây. Đấy, được chưa? Thậm chí là cái JS nó cũng thế đâu mà. JS cũng giống nhau. Đấy, vừa đây, JS đây. Đấy. Thế bọn em thấy rằng ấy, tất cả cái trang của chúng ta nó sẽ có những cái thành phần chung, thành phần giống nhau đúng không? Thì chúng ta sẽ phải làm gì đó. Và làm gì đó chính là cái kỹ thuật mà hôm nay chúng ta sẽ phải học ở trong cái team lead ở đây. Rồi, bây giờ mình cứ chạy lại xem nó có giao diện không nhá. Chưa chắc là có đâu. Cái gì? Cái này thầy hướng dẫn rồi chứ, nhưng mà thầy dùng Swingboot để hướng dẫn. Được 20.000 view rồi mà. 20.000 view subscribe đó thầy cũng lúc bạc cuộc kỳ của em nó sau chia sẻ này. Subscribe. Không, anh nhiều view cho cái này nó chuyện cái này. Em làm đi. Đây này. Đấy. 21.000 view rồi này. Luôn. Tắt chế độ comment đi.
Ok, đây, bây giờ mình xem nó được không nhá. Nó có. Đấy, bây em nhìn này. Đấy, có đách đâu, mặc dù giống nhau này, vẫn không có. Vì sao lại như thế? Vì nếu mà em kiểm tra phần tử thì em sẽ nhìn thấy thằng này đi vào trong một cái sub link. Sub folder này, nhìn thấy không? Như thế này, ok này. Đấy, nhưng mà chui vào một cấp nữa là nó sẽ khác ngay, cái phần CS của nó sẽ khác ngay. Còn em nhìn thấy. Đấy, trên này nó dính một cái thằng admin này, đúng không? Admin này, xong là suộc, CS này, nhìn em nhỉ? Rồi, còn thằng ở bên ngoài này thì không sao. Đúng không? Thì em chỉ này, thằng này thì nó sẽ được cái đường dẫn như thế này. Đấy, local host 8080 suộc CS, suộc bootstrap. Thấy không? Để chưa? Còn mình kích vào một cái link này thì nó sẽ bắt đầu tính từ đây. Tính từ đây thì nó sẽ lấy từ cái thư mục này, à từ cái đường dẫn này, local host 8080 suộc admin. Ok chưa? Thế thì bây giờ chúng ta phải chú ý rằng để mà không bị như vậy thì chúng ta tất cả cái link CS này của chúng ta này, chúng ta phải thêm một cái nữa, đó là th2. Đúng rồi, href, sau đó bọn em xoắn một cái, đúng rồi, a cộng, đấy, xoắn một cái. Đấy, thì như thế này, nó sẽ đảm bảo việc là chúng ta có đi vào như thế này đi chăng nữa, suộc admin, suộc add, suộc exit, suộc yến, vân vân, thì nó vẫn giữ nguyên được cái đường dẫn là nó có hot 8080 suộc, CDF suộc, vân vân, hiểu không nhỉ? Đấy, ok nhá, rồi. Một yến này, một yến là 10 cân đấy nhỉ? À 10 là gì đấy nhỉ? À, cân rồi, đã, mình xem này. Đó, ok, xem này. Rồi, đâu rồi? Đâu có. Biết được chưa? À, vì nó thiếu cái gì ở đây này, nhớ sột nhé. Khổ cái này, cứ chạy tí lại phải build lại, chán thật. Thôi, thầy thiếu gì tiền đâu. Hả? Đấy, bọn em nhìn thấy có bootstrap này đúng không? Bây giờ thiếu vài cái nữa thôi. Đấy, thì bây giờ bọn em đổi bằng cách như thế nào? Bọn em nhìn này. Bây giờ thầy đổi ở trong này trước nhá. Đấy là cái mẹo này, khi bọn em ghép giao diện và bọn em đổi làm sao cho nhanh này. Đúng, bôi đen. Xong nào nữa nhỉ? Control F. Như nào? Control H. Control H chứ? Hay control gì nhỉ? Không, cái tìm kiếm và Gplace cơ. Control H mà. Sao của thầy không bắn ra Control H, không ra cái gì? Đâu? Đấy, cần hát đấy. F này. Số đó. CC đâu? CC đây. 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 Ai à, thế. Rồi, thế đây tìm kiếm gì đây này. Rồi, đây. Bây giờ bọn em sẽ dùng này, TH này. 2 chấm này, HZZ này. Bằng này. Nhảy ngang chứ. Đô na này. A còng, ừ quên. Xoắn này. Suet. CSS. Xoắn được không? Ừ, CSS. Đúng chưa? Đúng rồi. Xong gì Blade on phát này. Gì Blade on. Ok. Đấy, xong bây giờ còn cái này nữa đúng không? À, chấm than đâu? Ừ. Đâu chấm than đỏ đâu? Đây á. Xong làm gì? Ui giời, em ấn hết à? Ui giời. Thế nào bôi đen như này tiếp? À thế. Ctrl C. Nhầm thế nào được cơ? Ai em đổi tiếp. Ừ, Ctrl V. Xong đổi thằng này bằng cái xoắn vào đấy gì? Ui giời. Đó. Không thể nào có cái khác được. Cậu tin tôi đi, tại vì tôi đã copy đến tận cái dấu chấm này rồi. À, dừng lên nhé. Đấy, ok chưa? Thấy chưa? Hay chưa? Đấy, tương tự Z cũng thế. Cái gì? Chết rồi. Làm sao để xuất hiện nhiều con trở chuột ở đây ấy nhỉ? Ok, nó không cần cách đâu.
Tại vì trong này chúng ta chưa nhúng cái gì nên chưa có TH này thôi, chưa nhúng cái gì nhờ. Nhúng cái gì vào đây mới có ra. X mà là S đúng không? Đúng rồi. Còn cái việc nó sát nhau thì kệ nó. Hai cách. Đấy, đúng không? Vẫn mấy cách à? Làm sao để xuất hiện nhiều con sở chuột nhỉ? An, control hay gì nhỉ? Control N. An á? An Z này xuất hiện nhiều con sở chuột á? Không, ý là có nhiều cái con sở chuột giống vết code này này. Vết code nó được này. Đấy. Đấy. Này này, như này này. Không phải giữ an trên này là an, còn trên cái Intel là gì ấy, thầy quên mất rồi. Căn bản là thầy cũng không làm giao diện ở trên cái... À đây! Không được. Không phải cái gì nhỉ? Bằng tay đi. Đấy. Đấy, đúng không? Bây giờ đổi nút cái ZS đi. ZS thì ủng đi. Đấy, ZS này. ZS thì nó là SRC đúng không? SRC này bọn em này. Đúng không? Đấy thì bọn em này làm tương tự này, Canon C này, thả như này, Canon V này. Không, bọn em dùng cái gì? TH à? Ừ nhờ. Hôm nay đúng không? TH này. Mình cách cái cho chắc nhỉ em nhỉ? Cách cái. Ờ, xong cái gì nhá? Đô na. A còng. Tại sao nó lại là A còng nhỉ? Ừ, đúng rồi. Rồi xong sửa cái không? Không sửa đúng không? Rồi ok, replace all nhỉ? Sửa chưa? À chưa, đúng rồi, chỗ này chưa có sửa gì hết này. Rồi replace này. Rồi xong cái gì nữa nhỉ em nhỉ? Cái đuôi nhỉ? Đuôi này. Cái gì nhỉ? Xoắn đây đúng không? Rồi replace all này. Rồi ok, còn cái thằng gì đây? Cater thì vật đi. Sau này mình dùng cái khác. Cái đấy nặc hậu rồi, mấy chục năm rồi. Ok, đấy, như vậy thì chúng ta sẽ ok nhá. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng copy thằng này sang thôi. Bởi vì như mà bọn em nhìn này, cái trang in danh mục ấy thì nó cũng giống cái trang index, bởi vì nó chung nhau cái phần header này, bọn em thấy không? Đấy, nên thầy paste vào đây. Đấy, đổi luôn cả hai thằng. Và kể cả cái phần Z nó cũng giống nhau luôn. Nên bọn em cũng sẽ đổi nhá. Z cũng giống nhau cho nên đổi. Tuy nhiên thì bây giờ bọn em nhìn này, nếu bây giờ thầy thay đổi một thứ như thế này thì chuyện gì xảy ra này? Cũng giống như cái đầu bài ấy, cái đầu buổi mà chúng ta có trình bày với nhau ấy. Đấy là công việc như này. Giả dụ như bây giờ thầy muốn thay đổi cái menu ở đây một tí. Đấy. Đây, thầy muốn là đây là quản lý sản phẩm đi. Đúng không? Rồi, thầy sẽ đổi. Thầy sẽ đổi ở trang index trước. Đây, cho tìm một cách là Ctrl F thôi. Nó nhiều này thì phải Ctrl F tôi chỉ biết làm thế nào. Để tìm cái gì nhỉ? Quản lý banner thành quản lý sản phẩm nhá. Đã đi rồi, vô dụng rồi. Tắt em tìm này, Ctrl F này, quản lý sản phẩm này. Quản lý banner chứ. Đây. Đấy, bây giờ thay cái này thành quản lý sản phẩm, hiểu ý không? Ừ. Thì bây giờ thì chạy lại thì chỉ có mỗi cái trang index này trang được thôi, trang chủ của admin được thôi. Còn cái trang chủ của thằng danh mục thì lại không có. Hiểu ý không? Đấy, thế bây giờ mình muốn đổi phát phải đổi cả hai file. Sau này nó đổi phát đổi cả nhiều trang luôn. Thì về làm nào? Tạo ra một cái chung, đang import vào đúng không? Rồi, ok. Đây. Đấy. Đấy, bọn em nhìn này, đây là quản lý sản phẩm đúng không? Nhưng mà quản lý danh mục thì nó không có. Thấy không nhỉ? Đấy, thế bây giờ bọn em sẽ phải chỉnh nhá. Cái này được gọi là cái fragment intimate. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy trong này nó có một cái này. Team need page layout. Layout thì bạn biết, em biết rồi ấy. Nó là cái gì nhỉ? Là gì nhỉ? Ừ, là cái bố cục của một cái trang web đúng không? Đấy, thì bọn em mới nhìn từ cơ bản nó sẽ như thế này. Đây. Thấy bọn em nhìn, nó sẽ bê cái phần header ra một chỗ. Đây, nó bê phần header ra một chỗ. Sau đó là các cái nơi mà muốn cần header thì nó sẽ replace để thay thế cái thằng này. Đấy, fragment header. Đấy, ok chưa? Rồi, đây. Header đây, Gmail thay thế đây. Còn cái phần header của nó vẫn ở đây. Đó. Đúng rồi, đây. Đây, hoặc là dùng, hoặc là include with markup selector đây. Dùng th insert đây. Ok,
Đấy, có rất nhiều cái cách nhé. Ở một là dũng trọng. Hả? Đây. Về cơ bản thì nó vẫn thế là thằng này sẽ là thay thế. Thằng này là chèn vào. Được chưa? Không. Tức là chèn cái phần tử này vào cái phần tử đấy. Rồi, đây bây giờ mình làm thử nhá. Và trong cái thư mục admin này, trong cái thư mục view này bọn em nhá. Đúng rồi, tạo thêm một cái thư mục này, đặt tên nó là layout đi. Layout thế nào nhỉ? Có SD. Rồi, trong layout này bọn em tạo ra các cái file HTML này. Đấy, ví dụ như bây giờ chúng ta cần là menu đúng không? Nên phải xác định được những thành phần chung đã. Đây, thành phần chung của trang của chúng ta đây. Bao gồm gì? Header đúng rồi. Topper là cái gì? Đây là cái gì? Size 3 đúng không? Size 3. Còn thằng cu cháu này là gì? Footer đúng không? Rồi, ok. Bây giờ bọn em tìm này. Bọn em tạo này. Một cái là head này. Đấy. Và nếu mà bọn em dùng cách này của thầy nhé, thì bọn em sẽ làm này. Header này, chấm gì nhỉ? HTML này. Đấy chưa? Và nhiệm vụ của bọn em ấy, đấy là bọn em copy cái phần header vào. Thế header của bọn em đâu? Header index thôi. Thì mình copy header vào. Header đâu? Index đâu? Không, thầy không muốn dồn tất cả vào một trang, sau đó là cắt giống như thằng này. Nó nhìn nó dối, sau này tìm nó cũng khó. Mà thầy cắt nhỏ ra. Được chưa? Thầy cắt cực nhỏ ra đây, sau này có thêm một cái nữa này. Thế đúng rồi, header, footer rồi nè. Size 3. Size 3 này, 3 với nào nhỉ? Size 3. Rồi đấy. Đây là cái phần chứa menu được chưa? Thêm một phần nữa. Footer, chứ thầy sẽ không viết chung nó một trang, hiểu ý không? Đây, như này, thầy cắt riêng lẻ ra. Thì sau mình tìm cho dễ mà, mình chỉnh ở đâu mình tìm cho dễ. Chứ nếu mà vứt tất một trang cũng được. Đúng không? À, nhưng mà thầy không thích thế. Bây giờ chúng ta sẽ làm như này. Hả? Em đang làm gì? Được rồi. Thậm chí này, cái phần này này. Là cái phần hết đúng không? Mọi người cắt gì luôn ra đi. Hạc nhỉ? Hết. Chấm. HT mà nào cũng được luôn. Được không nhỉ? Đấy. Rồi, sau đó mọi người cắt này. Mọi người vào cái trang index này. Index đâu? Home hay index nhỉ? Index đây. Nhìn đau mắt có xóa thằng category này đi nhá. Hả? Xóa đi nhỉ? Vật đi. Mình biết được rồi. Đây, copy này, copy cái head này, bọn em nhìn này. Copy cái head nhá. Ctrl X luôn. Vất vào head này. Camera, Ctrl V. Được chưa? Đấy, vất vào đây. Nhưng vấn đề bây giờ khi chúng ta chạy mất thì làm gì còn header nữa. Nhìn. À, không còn header nữa. Thực ra đây chính là cái kỹ thuật dùng để include mà. Include này là rất là nhanh, dễ. À, trong module 1 có, không phải là không. Đây nhá, đây, bây giờ thầy đang sử dụng cho các bạn cái kỹ thuật là include ấy. Rồi, đây. Tức là chia mục đích chúng ta sẽ chia nhỏ file sang include vào những chỗ chúng ta cần. Là xong, đúng không? Đấy, đây, bây giờ bọn em nhìn này. Bây giờ chạy thì mất luôn header rồi. Mất rồi. Localhost. Admin này. Đấy. Mất cái phần header thì làm gì còn CS nữa. Đấy. Mất cái phần này rồi thì CS ở đâu nữa mà có, đúng không? Bây giờ muốn có làm nào? TH insert. Đúng rồi. Hay include hay block cũng được. Block đi. Đấy. Block là một cái khối thôi. Mình chèn một cái khối bên ngoài vào ấy. Thì bản chất ra là nó cắt một cái file ra, xong rồi nó sẽ nhét vào thôi. Block là một cái khối đúng không? Đấy, trong cái block này thì bắt đầu mình sẽ chèn cái một cái trang vào. Chèn vào cái trang thì chúng ta sẽ có th2.insert này. Đấy, được chưa?
Xong bây giờ bọn em để cái đường link của cái thư mục mà cái file mà chúng ta muốn chèn vào là gì đây nhỉ? Admin này, soạc này, layout này, soạc này, head này, head đâu nhỉ? Head đây, có cần chấm html không nhỉ? Ừ, có. Ok, sau đó chúng ta chạy thôi để xem nó có không nhá. Cái nút F này, à cái này của mình có auto save mà, cái nút F làm gì nhỉ? Thấy sáng nay code front end nhiều, cứ phải ấn cái nút F. Xoắn sủng gì nhỉ? Xoắn cũng được. Trong này thì không cần xoắn đâu, vì là đấy, có, được chưa? Đây là bọn em nhìn này. Sớt lại nhé. Team lead này. Team lead cái gì nhỉ? Fragment đúng không? Fragment. Đấy, layout. Đấy, nó có mấy cách ấy. Vừa nãy chúng ta search là nó có mấy cách ấy. Đúng không? Và chúng ta đang sử dụng cái cách này include ấy. Đây, một là cái gplate này. Insert này. Và thằng này này, đúng không? Basic, cơ bản nhất đúng không? Rồi. Đây là cái header.html. Bọn em thấy cái đây là file header.html không? Nó nằm trong cái fragment suộc header không? Đấy, .html đây nó bốc ra một trang đúng không? Sau đó bây giờ muốn dùng đúng không? Muốn dùng cái này nó dùng th fragment bằng footer, bằng cái tên của nó đúng không? Thằng này đang header lại footer cái thằng. Đấy, là cái thành phần này đúng không? Rồi, sau đó bây giờ nó ra ngoài nó dùng thì nó sẽ dùng cái th gplate cũng như là th insert đấy mà. Đúng không? Để nó chèn vào. Thì ở đây nó sử dụng cái tên, nó đặt cái tên, nó dùng cái fragment nó đặt tên. Mà thầy không dùng cái fragment ấy, mà thầy sử dụng là tag file, bản chất của thầy nó như này, đây. Bản chất là đâu, check đâu. Không, nó dùng này đơn giản nhất. Về cơ bản thì các bạn cứ hình dung như này. Dễ dàng, dễ hiểu nhất như này. Bản chất ở đây nó có một cái trang bao gồm header. Đấy, đây, header. Head. Sau đó mình bê cái file header này ra một cái chỗ mình để ở đây. Các trang khác muốn dùng cái header này thì đây, dùng vào đây để insert vào đây. Thế thôi, bản chất nó như vậy đâu mà. Đấy, thế thôi, rất đơn giản. Giống như ngày xưa các bạn học JS ấy, có một cái file JS đúng không, các bạn vứt ở trang một trang đúng không, xong một cái trang này muốn dùng JS thì các bạn dùng cái src để nhúng nó vào đấy. Đấy, đấy là dễ nhất đúng không, đừng phải nghi ngờ. Đấy, đấy, mấy trong này này, th block và lủng gì đấy ở trong này này, gplate đây, nó dùng gplate như này, dùng th insert, nó giống nhau ở trên này này. Đây này, insert này. Đấy, thầy dùng cái đấy. Ok, đó, thì bây giờ bọn em nhìn thấy là nó sẽ nhúng được. Và bây giờ tương tự như thế bọn em sẽ làm cái phần gì nhỉ? Header nhá. Header đây. Header này. Copy này. Bởi vì header là cái phần này này. Đây này. Được chưa? Thì copy cái phần header này. Copy thôi. Canric này. Đấy, sau đó là thả vào đâu nữa nhỉ? Đây, có rồi, canon A, canon V. Và lúc nào bọn em muốn dùng header thì bọn em lại nhúng tiếp. Ví dụ trang này cần header chỗ này đúng không? Thì đúng rồi, th block thôi. Đúng rồi, th insert. H insert bằng. Đấy này, tương tự đi vào trong cái thư mục này, admin suộc, layout suộc, header. Header. Hết rồi, còn cái gì nhỉ? Cái menu. Menu chính là cái sidebar ba này. Thế bây giờ bọn em chưa quen HTML, bọn em làm sao để bọn em tìm nữa này? Tìm kiểu gì? Bọn em phải kiểm tra phần tử và tìm thôi. Đây này, bọn em dí vào đây này. Dí đây. Đây, cái cần mình cần đúng không? Cần tìm đúng không? Thì bọn em dí tiếp này. Đây này, sidebar này. Bây giờ bọn em muốn thử xem nó có phải thành phần hay không? Bọn em ấn trên bàn phím là H này. Nếu nó ẩn đi thì đúng là nó này. H được đấy. Đúng không?
Sau đó bây giờ giao diện thì nó nhiều thì bây giờ em phải copy này em search thôi. Đấy, em copy này. Đấy, nó net size column container width size 3 đúng không? Đấy, sau đó mình Ctrl F đây này, mình Ctrl V này. À đây rồi đúng không? Đấy rồi mình thu bé lại chỉ bằng một cô gái này. Đấy. Sau đó mình copy này. Đấy, sau đó mình thả vào đây. Đấy, Ctrl A, Ctrl V. Đấy, thì đây là cái menu đúng không? Đúng không? Thì bây giờ sau này mình quản lý cái menu đây nó chẳng dễ hơn đúng không? Đấy, ok, thì bây giờ tương tự chỗ này cần menu thì mình lại dùng th 2.block xong gì nữa nhỉ? Đúng rồi, th 2.insert. Đấy, cứ thế thôi. Phang admin vào, phang layout vào. Phang cái gì vào nhỉ? Size 3 tml vào. Rồi, tương tự như thế. Footer nữa là cái phần mà nó dùng chung nhau nữa đúng không? Là cái này đúng không? Đấy. Đây, footer đây chứ nhỉ? Này này cái này nhá. Đó. Đây á. Cũng được. Đây đây hết cái này cái gì? Đó. Thôi cứ footer đi em nhỉ. Đấy, sau đó cái index này lại dùng cái thế tương tự nhá. TH 2.block TH 2.insert thằng này sẽ là gì? Admin soạc layout soạc put soạc cái gì nhỉ? Footer đúng không? Đấy, tương tự như thế bọn em bốc tiếp cái này vào để làm một vài script. Đấy, script new HTML đúng không? Script cái này đúng không? Script trong HTML nghe buồn cười nhỉ? Không sao cả. Tôi chết rồi. Lỡ tay ấn cái gì rồi? Thôi hỏng rồi. Ok rồi. Hỏng rồi. Trong này có mà. Đây này. Nó rích luôn đi. Rồi đây, Ctrl A, Ctrl B. Rồi đấy, thì trong này mình sẽ vứt vào đây, đúng không? Chứ là trước thể đóng body à? Trước thì đóng body chứ. TH 2.block TH 2.insert admin set now set set script. Đấy, được chưa? Ok. Thì từ bây giờ các cái trang khác ấy thì các bạn copy từ trang index lên. Ví dụ trang trang này đúng không? Trang của thằng category này bọn em copy lên. Nhưng mà bọn em sẽ thay thế nó nhé, chỉ để lại mỗi thứ như này thôi. Đấy là cái gì ạ? Hai cái này. Cái này giữ lại này. Giữ lại đúng không? Cái này có giữ lại không? Ghép content này cũng giữ lại này. Giữ lại hết. Size 3 vứt đi này. Đúng không? Đấy. Đúng rồi, mình xóa đi xong mình chèn vào đó. Đây nhá, ví dụ nhá, cái header thì thu bé này. Thu bé này. Đây. Đây header đúng không? Xong nó copy của thằng index nào đúng không? Đấy. Đấy, đúng rồi, làm từ từ thôi. Đấy, xong cái gì nữa nhỉ? Header đây đúng không? Thu vào. Bỏ nó đi. Nó copy cái thằng này thả vào. Đấy. Rồi. Size 3 này. Thu vào này. Vứt bỏ này. Chọn cái size 3 này. Đấy. Vứt vào đây đúng không? Rồi. Footer đây đúng không? Đấy, thầy bảo rồi chỉ cần giữ lại một cái clip này thôi mà. Nhưng thôi mình copy ra cũng được, không vấn đề gì. Làm cẩn thận như này thì nó không bị vỡ CS. Bởi chúng ta quên mất gì ở CS rồi, bây giờ vỡ tìm mà hết ngày đấy. Ừ. Ừ. Cũng được. Được, sao không được. Thế bây giờ thực ra là bây giờ em làm nó cũng giống như này mà. Đây anh để mua tiếp một tí, thầy xóa cái này để làm cho em xem. Đúng rồi, cái layout đấy thì khó một chút. Đấy, còn cái này là cách dễ nhất. Đấy, cách dễ nhất để bọn em làm. Rồi, bây giờ mình chặn là được. Đấy, là cách dễ nhất nhá. Còn cái cách mà bọn em mà giống như em bảo em chia layout ấy. Đấy, em xem ở trong này này. Đấy.
nó giống nhau thôi, thằng này cũng là dùng Teams thôi nhé. Hơi khó xem một tí nhưng mà đây. Đấy. Phần này cũng giảm một cái đấy nhá. Em cũng vào xem qua nó cũng giống như nhau rồi mà. Đấy, thằng này thì dùng cái fragment này. Thôi về cơ bản nó giống như nhau thôi, giống như cách của nhau làm thôi. Rồi, thế bây giờ mình chạy là được thôi, mình sẽ có một cái giao diện như thế. Và bây giờ mình đổi một nơi thôi, thì đổi ở trong một cái file đấy là file gì nhỉ? Đây, admin này. Đấy, giao diện thì vẫn còn nguyên. Đấy, vào danh mục thì giao diện vẫn còn nguyên. Được chưa? Đấy, thì bây giờ bọn em nhìn này. À, trong này nữa thì bọn em thấy nó mất ảnh không? Mất ảnh không? Mất ảnh không? Đấy, thì bọn em chú ý này. Cái ảnh ấy, cái ảnh đấy thì nó nằm ở đâu? Bạn nhìn này. Thằng này đang ở footer đúng không? Thằng này footer mà. À, thằng header mà. Thì bọn em nhìn thấy cái ảnh của nó đúng không? Ở bọn em copy cái link ảnh này thôi. Bọn em đổi thành THSRC là sao? Đấy, bây giờ bọn em tìm vào trong header đúng không? Đấy, Ctrl F này. Ctrl V này. Đây nó này, nhìn chưa? Chỉ cần đổi mỗi cái file này thôi là tất cả file khác mà nó sử dụng nó sẽ sử dụng được đúng không? Đấy, thằng này sẽ là gì? A cộng và A cộng. Không cái này vào. Xoắn vào. Ok. Đấy, tương tự thì bây giờ mình xem còn thằng nào bị nữa không? Cả thằng này nữa đúng không? Thằng này phải kiểm tra nó đâu? Có phải size 3 không? Đúng rồi, size 3 này. Copy tiếp nhá. Yeah. Ông tìm đến size 3 đúng không? Đấy, đi. Đấy, size 3 này, Canon F này, Canon V này, không khó mà. Không phải là size 3 à? À đây đây. Ở đây. TH này, 2 chấm này, SRC này. Đấy, em xoắn tiếp này. Đấy, hai. Xoắn này. Đấy. Ok. Đây là Dona đúng không? À, cộng à. Rồi, thế bây giờ ấy, bọn em muốn chỉnh cái menu này đúng không? Quản lý sản phẩm, trong quản lý sản phẩm nó có thêm mới này và danh sách đúng không? Đấy, thì bọn em chỉnh một phát thì tất cả các nơi nó sẽ được thôi. Vẫn là sa ba đây đúng không? Quản lý sản phẩm đâu? Đấy, ví dụ chỗ này mình sẽ ghi là quản lý danh, quản lý từ nhà thêm mới này. Thêm mới này. Ngoài sẽ là gì? Danh sách này. Danh sách chứ. Đấy, danh sách. Sách này. Đấy. Còn cái này bây giờ ví dụ như là mình muốn là quản lý đơn hàng quá. Đơn hàng này. Đấy, sau này muốn gắn cái link thì nhìn thấy cái href này rồi đúng không? Gắn vào đây. Đấy. Ok. Đấy là cái phần ghép giao diện. À, tí nữa các bạn ghép xong thì chúng ta sẽ phải thực hành CRUD, danh mục sản phẩm các thứ đi. Đấy. Cái gì em? Sáng nay thầy Bình dạy còn gì? Đấy, admin này, quản lý danh mục này, đấy, quản lý sản phẩm cái thứ này nó đổi hết đúng không? Đấy, một trang nó đổi hết. Đấy, bạn em gắn link gắn đủ cho nó chạy được. Thì đấy là ghép cái admin. Đấy, sau khi mình ghép admin xong thì các bạn phải quản lý danh mục, quản lý sản phẩm trong trang này nhá. Hiểu biết không nhỉ? Thế bây giờ muốn thêm mới, ví dụ như chúng ta muốn thêm mới danh mục ấy thì bạn lấy cái form ở đâu ra? Thầy cũng hướng dẫn bọn em lấy cái form luôn nhá. Đây, em lấy form như này. Thì ví dụ bây giờ bọn em phải định nghĩa thêm này. Từ vừa nãy tự nhiên mình xóa cái container cũ đi làm gì nhỉ? Bây giờ lại phải viết lại nhỉ? Vừa nãy ai bảo xóa nhỉ? Thế à? Chơi nhỉ? Hát này. Ok. Đây mình editor này. Bọn em nhìn này. Kỹ thuật mà sau này copy các cái trang này khác nhau này. Thằng này sẽ là add nhá. Rồi. Có chữ D à? Rồi, đúng không? Thì bọn em nhìn này. Trong cái category này, copy này đây này. Copy này, copy đâu nhỉ? Đấy, xong paste vào đây này. Paste chỗ nào? Paste này. Xong bọn em đổi thành add này. Đấy, xong bọn em sửa này. Cái này giữ nguyên đúng không? Không đổi đúng không? Bọn em chỉ tìm đến mỗi cái gì thôi. Mỗi cái ở cái phần content ở dưới này. Đấy, cái table đây đúng không? Table đâu? Đúng, bọn em nhìn thấy. Đây, table đây. Em xóa cái table này đi. Xóa table đi thì mất cái ở giữa rồi đúng không? Hãy chạy lại xem cho chắc. Một tí nó vỡ giao diện mình không sửa được đâu đúng không? Mình muốn sửa để hỏi thầy Cường cơ. Mà
thầy Cường thấy ăn chay thì thầy chỉ giúp những bạn ăn chay thôi. Đúng rồi, đấy, đây mình thêm mới này. quên mất chưa gắn link rồi, đánh nhá cái thêm mới này mình chỉnh thành thêm mới danh mục nhỉ. Em nhờ. Đâu nhờ. Ai, con nào đấy? Antoinette à? Ừ, thêm banner đúng không? Nhân quản lý cái gì đấy? Quản lý. Đây là mày quay là quản lý danh mục mới đúng nhỉ? Hay là gọi là danh sách danh mục nữa. Làm thì làm ra tử tế tí. Không, phải đói đó. Không chịu được. Em mới gì nhỉ? Kệ nó, bây giờ mình chỉnh nó. Thêm mới. Em mới đúng không? Để mời em sáng cái này đi này. Đấy, xong rồi em để THHREF vào này. TH này, HREF này. Đúng rồi, cái này sẽ là Duna đúng không? À không phải Duna đâu, cái đấy là A còng chứ nhỉ? Hoặc là nháy này, suộc này, Admin này, Set này, Category này. Set gì nữa nhỉ? H à? H đúng không? Ờ, ok, thì tạm thế. Rồi, thì bây giờ mình chạy thì nó dẫn sang một cái trang. Nhưng mà cái trang kia thì cái thân của nó bị rỗng. Thân chưa bị rỗng này, chưa có form đúng không? Thì thầy sẽ hướng dẫn em cách đi copy cái form nhé. Thực ra cái này bằng Bootstrap. Bọn em gõ Bootstrap cũng được. À Bootstrap ấy. Hả? Thôi. Form thì không được rồi, form thì copy thôi. Ai thêm mới này. Hả? Tuyệt vời. Mày xóa mất chưa? Em vừa viết xong mà. Đấy. Vuông ba bình đấy. À hết ba bình chứ. Tại bạn Hào ấy. Thế cái này phải có S chứ nhỉ? Ừ đúng. Rồi chạy thử nhé. Rồi, chạy được rồi. Rồi, đây đúng không? Đấy, mình có thể bỏ cái này đi đúng không? Bỏ cái nút đấy đi, đây mình kích vào đây. Chưa? Đây thì copy nhưng mà chưa có trong này đúng không? Đấy, chỗ này bỏ thì A bọn em bỏ đi. Bỏ đi này. Đấy, ok. Bây giờ bọn em thích ấy, thì bọn em cũng có thể bỏ cái book này đi cũng được nhé. Không vấn đề gì đúng không? Đấy, bỏ cái này đi cũng được này. Đấy, đây là phần book header á. Hiểu ý không nhỉ? Xóa đi cũng được nhé. Xóa luôn đi. Đấy. Cái gì đấy? Thừa một cái đóng à? Chết tôi rồi. Đây này, copy này thôi. Đây đúng không? Rồi. Đấy, bây giờ bọn em muốn cái form đúng không? Bọn em copy này. Thì bọn em có hai cách, bọn em dùng Bootstrap. Thì cái trang này để không nhớ là dùng Bootstrap 3 thì phải. Đúng rồi, tôi vẫn đi rồi. Nếu mà không có Bootstrap 3 thì thực ra mình cũng lấy được thôi, nhưng mà không cần. Bây giờ bọn em có cái trang admin NTE rồi nhá. Bọn em search này. Đây, bọn em vào cái trang vừa nãy thầy hướng dẫn đấy. Đâu nhỉ? Đây này. Đây nhá. Xong bọn em tìm để đăng xuống này, tìm form này. Nhớ form không? Đấy, xong bọn em nhìn đây, Advanced Element nhá. Là những cái thành phần nâng cao ấy. Và bây giờ là cái phần General Element đúng không? Đấy, thì bọn em cần thôi, cần cái form nào bọn em lấy. Thì bọn em lấy đây, kiểm tra phần tử nhá. Đây, kiểm tra phần tử này. Yeah, kiểm tra phần tử này. Xong bọn em dí vào đây này, dí này. Dí vào. Dí vào đây, đây côn mở đây 6 đúng không? Bọn em muốn lấy cái này đúng không? Chuột phải này, copy này. Element này, copy này. Xong bọn em muốn thả vào đây đúng không? Ctrl V, xong thả vào đây này. Được chưa? Rồi, format code trong này là cái gì nhỉ? Thôi xong rồi. Format code trong IntelliJ là gì? Không có biết luôn à. Ctrl NTN. Ctrl An là cao là thấp? Không được. Không có mát được. Nhục nhỉ. Có mát này bằng cái nào nhỉ? Yeah.
format HTML in theo đi dây cái nào nhỉ? Theo đi dây control. Ờ sao có thấy không được? Dí vào chuột phải. Chuột phải vào cách add chuột phải vào đây. Rồi sao nữa? Em đọc đi. Clean à? Chọn tất đi. Được đâu? Không rồi. Làm nào bây giờ? Xấu đi à? Không được. Ở đây có cách. Mình không format vào thằng này thì mình format vào thằng này. Đúng không? Thằng này format được không? Được không nhỉ? Anh thử nhá, Canon A này, Canon C này, Canon A này, Canon V này. Đấy, thằng này tự format luôn này. Xin nhá. Đấy, Canon A, Canon C, Canon A và Canon V. Đấy, hay nhỉ? Bách nào? Bên nào? Bên này á? Bên VS Code này á? Người ta gì đâu nhỉ? Xóa luôn đi. Thôi thì nữa. Rồi vậy đấy, để bọn em nhìn nhá. Mình copy cái form nhá. Rồi copy xong rồi đúng không? Bọn em về xem ưng ý chưa này. À chưa chạy lại nhỉ? À vẫn đang chạy là rồi ấy, nhưng mà chưa xong. Rồi mình chạy này. Rồi sao lấy nhiều thế? Lấy nhầm rồi. Lấy nhầm chỗ rồi đúng không? Copy hết của nó rồi thì nào nó dài thế. Thế thì mình lại xóa nó đi thôi. Ừ, thu vào đây. Đây côn 6 này đúng không? Đấy đấy. Bỏ đi. Rồi bên cái mình lấy một cái thôi. Đâu nhỉ, mình ném một cái thôi, đâu ạ? Đấy, mình bôi đen nó thôi, mình cần cái nào mình bôi đen đúng nó nhé. Để em tìm cái đúng cho nó khéo này. Đây này, đúng không? Đấy, chỉ cái này thôi nhá. Cái này không, cái này phải không? Cái này phải không? Không, cái form này thôi. Em bấm đây, đúng nó rồi đúng không? Em mới copy em bấm này. Đấy, còn bọn em paste vào đây thì nó sẽ hơi to. Đấy, được chưa? Đấy, cũng này cũng chẳng cần phải format nữa bởi vì hiện tại đang là code 12 này, nhìn thấy không? Rồi nếu full nó full cái ra thì bọn em muốn nó bé lại thì bọn em cho nó bé thôi. Đâu thế? Rồi đấy, thế này cũng tạm tạm đúng không? Thế là bọn em điều chỉnh thôi. Giả dụ như bây giờ bọn em cần cái đấy là gì nhỉ? Đây là giả dụ như danh mục thì bọn em có tên danh mục này, mô tả danh mục này, sau đó là có cái hai cái nút để kích kia đúng không? Đấy nút kích cái đấy đâu? Đấy lại vào đây tiếp, admin NTE, sau đó bọn em tìm ở đâu, tìm đấy là cái gì? Bọn em sẽ tìm vào cái advanced. Dòng này nó sẽ có một số cái đây này. Đấy này. Bọn em thích cái nào thì bọn em lấy cái đấy thôi. Đúng không? Đấy, em lấy đi. Hoặc là em dùng select option này đây đúng không? Editor là cái soạn thảo. Đó, ok, đấy. Đây nhá, ví dụ mình lấy thử cái nút kia nhá. Cái mà kích vào đây ấy, đúng không? Đấy, đây mời em thử thôi, kiểm tra phần tử này. Đấy, kiểm tra phần tử nhá. Label đây đúng không? Group đây. Nhớ mình lúc này lấy phải kiểm tra cẩn thận đây. Đây đúng không? Copy này. Copy này mình này. Đấy, sau đó mình cần cái gì?
Mình đang cần cái này thay bằng cái file đúng không? Em bắt cái này đi này, mình paste cái này vào đây này. Đấy, mấy cái label tương ứng đây. Đấy, bây giờ bỏ đi một cái. Cái gì này? Inner style à? Rồi đây, ví dụ đây là gì? À, active này. Đấy, bỏ một cái đi đúng không? Rồi là inactive đúng không? Đây. In active. Đấy, đúng không? Rồi. Thì cái này là mấy cái màu mè thôi các bạn cho vào nhá. CS của nó. Đấy, tóm lại là mình muốn lấy cái gì là sẽ có cái đấy thôi. Đấy, sao lại lấy cái checkbox? Hay nhỉ? Cái này chưa ra. Không, không đâu. Còn nếu không thì mình tự gõ cũng được. Đây, cái này một bootstrap đúng không? Đúng không? B4 này. Radio Inai này. Đây. Active này. In active này. Đấy, vẫn giống như cái của mình hôm trước mình gõ rồi, có cái gì đâu mà. Đều là bootstrap cả. Bản 3, bản 4 nó khác nhau một tẹo thôi. Nó thay float bằng flex thôi. Đấy, nó cũng sẽ ra thôi, không vấn đề gì cả. Này nhá. Đấy, mình thấy là nó cũng có cái nút này thôi. Đúng không? Đấy. Ừ, cho nó lên cùng nhau là được. Lên cùng nhau thì copy cái label này cùng nhau là được. Thử em nhá. Đấy. Quá. Rồi, sau đó bọn em bỏ một cái đi. Bỏ cái dưới đi chứ. Đấy, cái active và một cái inactive. Thế thì cho cái label vào. Đấy, này. Trạng thái gì đấy nhá. Bọn em tự chỉnh đấy nhá. Ok, đây là ghép giao diện. Bọn em